Rồi thành ra thôi như vậy chia tay. Vậy là chú chia tay đã được 5 năm. Bây giờ nếu mà có một cô thương chú rồi bây giờ ở đâu, ở trên đó làm hay là đi phải đi về quê? Bây giờ nếu gặp cái cô nàng đó mà muốn kiếm cái người thật tình mà để làm ăn hay hoặc thế nào, bên nào sống được cứ việc, giàu nghèo mình không thành vấn đề. Rồi tiến chào tất cả cô chú và các anh chị em nha. Thì hôm nay thì có một chú là từ ở thành phố đi về đây để tham gia chương trình mà chú không điện thoại, không nói trước gì hết mà chú cũng tìm lại được tới cái chỗ của Tiến. Dạ con chào chú nha. Chào. Dạ. Chú giới thiệu đi, chú tên gì? Thái Văn Mười. Chú nhiêu tuổi? 59, 69. 69. 69. Dạ. Chú kể việc hôn nhân của chú như thế nào? Việc hôn nhân của chú Mười đó thì thôi năm nay cách 13 năm rồi, hồi 2010 tới giờ. Thì con cũng nói chú như thế này, trên cái video này thì ở đây thì con mới nãy cũng có giấy tờ cam kết. Chú nói sai những lời nào thì chú tự chịu trách nhiệm, chứ ở đây con không chịu trách nhiệm nha. Rồi chú kể tiếp đi chú. Như vậy chú Mười á, thôi 2010 tới giờ. Rồi có con 5 đứa con gả cưới hết trơn rồi. Bây giờ chú sống mình hên. Chú làm nghề gì? Chú Mười á, thì bây giờ đi về trên Bình Phước á, thì làm nghề bảo vệ. Đi lại chú từ Bình Phước chạy về đây. Trời ơi. 69 tuổi mà từ thành Phước Bình Phước đi xuống tới chỗ Tiến nha. Chú ơi, cũng còn là sức khỏe dồi dào hả chú? Tuổi lớn chứ còn sức khỏe mạnh khỏe. Cây dừa đó chú leo nổi không? Cây dừa đó 3 mét đó. Hơi hám gì ha. Vậy leo tút đút ha. Leo hai hiệp nó không chú? Vậy hả? Được không? Cô mới được nha, chứ trời mưa leo đâu có được. cô mới leo được nha. Vậy là coi như là trời khô thì chú leo được hai quận. Trời mưa là không leo quận nào luôn. Nó cho nhớ rồi. Rồi cái thu nhập làm bảo vệ đó ổn không chú? Ổn, bởi vì chú Mười ổn là có nghĩa là chú Mười không biết hút thuốc, không nhậu. Cà phê một tháng uống không uống cũng được nữa, chỉ cần ăn cơm thôi. Thành ra nó dễ có cái đó. Coi như là không biết hút thuốc, không biết nhậu. Thành ra mấy lương ít mà nhưng trở lại có dư. Còn người mình nhiều mà nhậu nhẹt hút thuốc gì hết. Một tháng chú làm bảo vệ là một tháng được nhiêu tiền? Chú Mười làm bảo vệ tháng được 6 triệu, cái đó là cái mức lương. Còn nếu có tăng ca riêng hên xui 5 ngày 10 ngày cái đó là riêng. Coi như cũng chạy là 7 triệu đi. Nha chú. Chạy về 7 triệu đi. Bấy xanh sữa. Xanh sữa nữa ha. Chạy ra 8 triệu. Tài 8 triệu. Coi như là chú không hút thuốc, không nhậu. Cà phê cũng ít uống hả chú? Ít lắm, có khi nào cái gì dữ lắm á là mới đi quán giỏng rồi này kia nằm uống rồi thôi. Đi quán giỏng nữa hả? Cái quán giỏng vườn tược mát rồi đấy, không phải quán giỏng kia. Thì chết à. Nào đi quán giỏng kia. Quán giỏng kia nó còn thịt à. Đi quán giỏng kia chú không đủ tiền đâu. Đúng rồi. Chú sau khi mà chú thôi chia tay với bà xã chú, chú có bước thêm một bước nữa không? Có bước thêm bước nữa rồi. Rồi cái người đó bây giờ có chồng rồi. Cách đây 5 năm thôi, 5 năm rồi. Thôi 5 năm nữa. Sống về sống chung với chú là được bao lâu? 5 năm. 5 năm. Lý do nào mình lại chia tay nữa? Cái lý do chia tay này á, thì như vậy á, mình tin tưởng quá cho nên sau khi á, nó thất bại. Và thành ra như vậy á, là cái cô nàng đó nó ngay có cái đứa con bị bệnh mà nếu bây giờ ở đó, rồi nó bệnh thần kinh đó. Thì nó man giờ nào không biết. Rồi mình thấy đó, bây giờ nếu ở chung nhà mà như là nó khó xử đó, thì tất nhiên như vậy tội nghiệp cô nàng đó. Thôi như vậy mình nói cái tình lý về chia tay đặng đường ai nấy đi á, đặng cô nàng nuôi đứa con đó.
Bây giờ con hỏi chú là trước khi chú làm quen, chú có biết con của cô đó bệnh không? Biết. Mà tại sao chú biết vậy mà chú đến? Hồi đó còn nhỏ nuôi, rồi sau khi lớn á, tính là chị bệnh rồi này kia hết, mình thương có cái đó đó. Rồi thời gian ngày căn bệnh nó càng nhiều rồi chú cảm thấy chú chịu không được hay sao? Ông ngoại mà nó cọ chó đó thì mà thành ra thôi như vậy chia tay. Vậy là chú chia tay đã được 5 năm. Rồi chú bây giờ chú có nhà cửa gì không? Chú Mười có nhà. Có nhà. Hiện giờ căn nhà đó ai ở? Chú đóng cửa khóa lại, đi lên chảnh làm bị có mình anh đó. Đóng cửa bỏ đó. Rồi bây giờ nếu mà có một cô thương chú, rồi bây giờ ở đâu, ở trên đó làm hay là đi phải đi về quê? Bây giờ nếu gặp cái cô nàng đó mà muốn kiếm cái người thật tình mà để làm ăn hay hoặc thế nào, bên nào sống được cứ việc, giàu nghèo mình không thành vấn đề. Mình thì cũng đam mê làm ăn lắm, hạn nhất là vườn nè, hạn gì là chăn nuôi. Vườn chăn nuôi. Mà ngặt cơ bây giờ mà nếu mình nên, nhưng mà lúc trước có chú Mười nuôi tôm cua ở ở Hà Tiên á, rồi chú Mười đi công chuyện á, ở nhà nó bắt hết trơn như con cua đó. Còn 10 ngày tuần lễ nữa nó mới ra đủ gạch. Thì cái này á, cua ngang thì 200 mà nếu gạch là 400. Rồi mình đi cái bắt đầu như vậy ở nhà nó lấy hết mà ăn cái gì cũng không được hết trơn. Cho nên mình suy nghĩ về đây cũng lên đây á, tiếng là cũng có một cái người, cũng kiếm một cái người đàn ông đặng để gánh vác trụ cột làm ăn như thế nào, thiệt tình yêu thương. Đó chú thì cũng như vậy thôi. Đó, nói buông ra mần á, nó cũng như ra lộ thì chạy xe xuống sông á, ghe tàu gì cũng được hết. Ruộng cũng biết mần, mà hẳn nhất chú Mười đang đam mê rồi bây giờ là vườn. Với chăn nuôi. Chú có vườn, nhà chú có đất vườn gì không? Có mà như là chú Mười làm ăn thất bại chú Mười bán rồi. Dạ, còn chỉ có nền nhà thôi ha. Chú mới nãy là chú nói là không nhậu, không hút thuốc, cũng ít uống cà phê. Vậy chắc cái tánh chú khó. Khó hay không khó gì, mình cũng hồi lúc trước mình cũng có nóng tánh nha. Khi như vậy á, là khi hồi bệnh dịch đó, mình đọc cái cú khổ cú nạn đó với chú Đại Bi á, rồi tới bây giờ gặp mình nguội bây giờ không lẽ nói người ta đổ nước trên đầu mình cũng không nói nữa. Tối ngày mình mộng làm sao mà có đất trồng rồi chăn nuôi rồi vậy thôi. Đó. Chứ có nhiều cái đó, chú Mười cũng nói với con là nói ra chú Mười đó, không biết không nhậu không hút thuốc là khó lắm, không mình gánh vác và đồng thời tất cả mình thông cảm cái gì những cái mà mình để giải quyết với nhau. Hồi đó giờ chú có nhậu không? Có. Bây giờ bỏ. Vậy như bây giờ mình nên nè, rồi đau ốm rồi làm sao rồi tốn tiền. Còn như... đó chú Mười nhậu cách thời trưa thôi vợ, đặng để cho thằng con mình nắm bắt, tính mở ra một cái tiệm cầm đồ. Rồi nếu á, cũng có giao thiệp, rồi không được rồi từ đó tới sau chú giảm tới giờ là không nhậu. Không nhậu. Còn cái tính cái mặt mà xấu của chú á, có không? Tính xấu á, cái xấu á, hay mất nước dữ lắm. Những cái gì khóc mướt như hai cái nữa, ai than thở hen cho mượn, bây giờ đi đâu mất mẹ hết trơn á. Đó, còn hồi đó thì nó ngay hơi nóng vậy đó, thì bây giờ nó hết trơn rồi, còn bây giờ đó cũng như hay quên tí vậy thôi. Thấy cũng ganh cũng đâu có gì đâu mà cái tánh xấu đâu. Cái ưu điểm không theo như chú thì chú chọn một người phụ nữ như thế nào? Bây giờ nói chú ở chung chọn lựa là mình không được, bây giờ gái là cái thích hợp hiền lành sự thật là mình thích vậy thôi. Không có chú, ở đây không có giái chú. Dạ. Để đi con nói cho chú nghe nè. Ý con nói ở đây đó là cái mẫu người mà chú thích á, là tính tình như thế nào, tướng tá cao ốm hay gì đó, mập hay ốm gì đó, chứ đâu cần phải giái. Mà ngạc bây giờ thích cái người đó rồi không được làm sao bây giờ do
hẳn nhất cái đó là cái người hòa đồng với nhau á, vui vẻ. Con nói gì, con nói gì chú như thế này. Thí dụ chú thích một cô đó mà cô đó không thích lại chú là cái chuyện nó bình thường. Vậy ha. Hay bây giờ á, thí dụ đi, con nói thí dụ lại ngược lại. Cái cô đó thích chú. Mà chú nhìn cảm giác nha. Chú nhìn cô đó với trong lòng chú không thích lại cô đó thì nó cũng vậy thôi. Đó, bởi vì con hỏi chú rồi, trong lòng chú nghĩ thích người đó là tướng tá vừa dặn, hay là chú thích mập, hay là chú thích cao, thích lùn gì đó, thí dụ mà thích thấp gì đó, rồi tính tình như thào chú thích, thì chú phải nói ra. Nói ra đằng chi, đằng cho những cô nào xem cái video được của chú nè thì người ta hiểu, nói rồi chú này thích hợp với mình, anh này thích hợp với mình gì đó, thì muốn liên hệ với chú, làm bạn với chú. Cho nếu mà chú không có nói ra cái ưu điểm của cái điểm của chú thích cô đó như thế nào, người ta đâu biết đâu, đúng không? Chú phải nói hết ra rồi chú thích tính tình người đó làm sao, rồi chú phải nói ra. Thì cái tính tình là vui vẻ đó, hòa đồng đó, thương yêu lẫn nhau. Rồi. Còn gì nữa không? Không, đơn giản thôi. Đơn giản hả? Chú phải thích có người đó có có cái gì không? Có nghề nghiệp hay là sao đó? Ví dụ? Không cần đâu. Vậy là chú mà về là về nhà ở không, chú làm chú nuôi không? Bây giờ như vậy à, nếu mà được á thì một người nuôi một người dư giả. Một người nuôi là một người dư giả là sao chú? Phải là cũng như là bây giờ chồng mận chồng nuôi, vợ mận thì có gần có đi đây đi đó với người ta. Chú hồi, chú nói chuyện không có rõ là con nói chú là ý là chú phải nói là hai người đều mặn. Là một người cũng như là hai người là mình bỏ ra một người xài còn một người để dành. Nó cái đó là chú nó phải vậy. Còn chú nói là chú nãy chú nói nghe không có rõ lắm. Những chuyện như vậy đó, chứ thấy rồi hai người về cùng làm. Rồi cái số tiền ví dụ một tháng đó là bỏ ra một người là để ăn xài trong một tháng đó, còn một tháng của người kia là để dành bỏ ống để sau khi mà đám tiệc đám tiệc bệnh hoạn gì đó thì mình dùng cái số tiền đó ra. Thí dụ nói thí dụ vậy. Chú phải nói rõ mới được. Còn nếu gặp cái người mà có vốn thì tất nhiên như vậy á, người có công người có của thì tất nhiên mình chăn nuôi hay giữ gìn bất cứ cái gì do cái sản nghiệp của cái người nữ. Con nghe kịp không? Còn nếu nghèo rồi chú mượn mới giả tỷ vậy đó. Không. Chú phải nói cho nó gành mặt ra. Chứ như nãy chú nói là nó không có rõ ràng lắm. Không rõ. Thì nói chung ra là nếu mà còn sức thì hai người phải cùng làm. Cùng làm cùng ăn. Còn nếu cái người đó có tài sản, đặt cái vụ đi mà thương bình đó ăn, thì mình đảm đang giữ gìn hay hoặc làm bất cứ như thế nào. Đó. Chứ người ta có vốn rồi, người ta đâu có cần lao động hay hoặc như thế nào. Mà nhưng có vốn rồi, bây giờ muốn mở ra cái trang trại chăn nuôi hay hoặc mở ra cái gì á, thì mình có thể là mình gánh vác được cái đó. Mình đang mê là lập vườn với chăn nuôi vậy đó. Đang mê lập vườn chăn nuôi mà giờ muốn chăn nuôi với lập vườn thì phải có đất. Mới được chứ giờ mà cỡ như cái tuổi cái chú mà là đi mặn làm gì biết chừng nào mà có số tiền để mà mà chăn nuôi lập vườn. Dạ đúng không? Chỉ có mong trúng số phải không? Chú là 69, rồi chú chọn một người là lớn tuổi nhất là bao nhiêu và thấp nhất là bao nhiêu? Theo bằng cũng được, còn nhỏ hơn 5-10 tuổi cũng được. Nhỏ hơn 5-10 tuổi cũng được. 5-10 tuổi cũng được luôn. 69 kể chú như là 60 đi. 60 phải không? Rồi bây giờ thí dụ có một người thương chú đi, người ta kêu về bên nhà của cái cô đó ở, chú có chịu đi không? Cái đó là chú thích nhất. Thích nhất hả? Rồi nhà này bỏ. Vậy ở đây đâu có bằng ăn gì được, chỉ là có cái nhà thôi. Còn bên kia cái cơ sở như thế nào, làm ăn ra sao? Mà bây giờ không có cái người gánh vác mà tìm cái người thật lòng mà để gánh vác làm ăn thì mình sẵn sàng mình về bên đó. Chú hồi bấy giờ mặn dư được nhiều chú? Hả? Chú hồi mặn được dư được nhiều rồi.
mua được chiếc xe cái với được ít chục vậy thôi, với cho mượn bây giờ nó dắt đi mất mẹ. Nó dắt đi rồi. Dắt đi đâu, ai dắt? Cũng bảo vệ với nhau cho nó mượn tiền, bây giờ nó dẫn đi mất rồi. Là, coi như là chú cho anh ta mượn tiền cũng làm chung nghề. Rồi giờ nó không làm nghề bảo vệ nữa. Hai đứa nó dắt đi rồi. Mấy ổng cừ thôi. Đã, bởi vậy mình còn, có cái khuyết điểm đó, yêu cầu ai mà còn, ấy còn nói như chú đây nè, để con nói mấy chú rồi, mấy chú cũng lớn tuổi rồi, còn phải chú phải suy nghĩ lại. Thứ nhất mấy chú lớn tuổi, thứ hai mấy chú mặn đồng lương không được bao nhiêu thì ai hỏi mượn tiền chú thì nhất khoát không cho, tại vì chú đi bằng thuê chứ không phải là chú chủ cả gì. Nó rồi tôi mặn, tôi ở nhà trọ mặn mướn rồi tiền tôi còn không đủ xài, nó có đâu cho mượn, thì chú phải nói như vậy. Còn nói chung là mình cho mượn cũng tốt, nhưng mà chú phải nhìn lại mình, chú có tài sản gì đó thì mình có tổng tiền dư thì mình cho mượn cũng được. Còn bây giờ chú mặn ngày nào chú ăn ngày nấy rồi cho mượn như vậy đó, rồi nó trốn nó bỏ đi rồi rồi sao mà chú phải khổ không? Chứ nói ngay chú phải suy nghĩ, đâu phải chú còn trẻ nữa. Tiếng nói như vậy mình cũng cảm ơn Tiến dữ lắm, ông phó giám đốc thương mình lắm. Cho nên như vậy đó, ông phát hiện cái này ông la chứ mới đầu tiên là ông dặn rồi. Đúng rồi. Mà ngặt là mình để trong nhà, để nhà trọ thì cũng vậy thôi, cho nó mượn ai đâu, nó như vậy. Đồng tiền có trong túi chú là đồng tiền chú của chú đó, mà đồng tiền đưa qua của người ta là của người ta đó. Thì bởi vậy mình hồi nãy nó cái khuyết điểm của mình là nhẹ dạ vậy đó. Rồi, mai mốt mà có cô nào lại mới của em chú 5-10 bữa nó cho em mượn vài chục triệu chú đưa luôn hả? Coi như thế nào hả chú? Bây giờ con cũng nhận trước như chú nha, con không biết chú có tiền hay là không có tiền. Thì lên chương trình này con là làm người thật gì thật, con đúng cũng kiến cáo trước. Không phải lên đây 100%, mặc dù người ta nói gì, nhưng mà xưa khi mà xuống chương trình của con lại khác. Thì con khuyên chú là khi có ai muốn kết nối với chú là mạng sau này, mới có 5-10 bữa mà đòi hỏi mượn tiền bạc là không. Tại vì thứ nhất chú không biết nhà cô đó ở đâu. Thứ hai, nếu mà chú muốn làm bạn cái cô đó là chú phải đích thân lại tới nhà tìm hiểu. Sau đó tìm hiểu gốc gác như thế nào thì lúc đó thời gian đã quen được rồi đó, là lúc đó cô ta muốn mặn cái gì thì chú xuất tiền ra cũng được. Tại vì mình thứ nhất mình biết gốc gác nè, nơi chỗ ở cha mẹ anh em là ở đâu thì lúc đó không sao. Còn mới của anh em 5-3 ngày 10 bữa mà chú không chịu lại nhà người đó hỏi thăm cái chú cô ta nói là giờ em kẹt cho mượn mới vốn đi, trước sau là cũng là anh thuộc về em này ha, rồi chú xa vào bẫy là chú mất tiền gánh chịu. Con không ở đây, con không chịu nhiệm nha. Con có khuyến cáo trước tất cả cô chú và anh chị em, Tiến làm công việc này là không phải làm đùa giỡn chơi nhá, nhưng Tiến cũng biết trước những cái điều gì xảy ra thì Tiến cũng khuyến cáo trước cô chú đó, để tránh ngừa rồi sau này nói sao lên kinh của thằng này mà bị lường gạt là cái đó không phải tay con. Tại cô chú cô chú tìm hiểu với nhau, cô chú thích với nhau, con cũng không bàn ra cũng không bàn vô. Con chỉ là một người chia sẻ thông tin thôi đó. Tại vì chú thích cô đó con đâu có cản được. Đúng không? Đúng. Mà quan trọng ở đây là chú tự tìm hiểu lấy. Tại vì chú thích chứ không phải là con thích. Thứ hai con cũng không có suối. Nói tóm lại là con chỉ người chia sẻ thông tin thôi. Còn cái quyền quyết định là ở chú. Đúng. Sau này có những chuyện gì xảy ra con ở đây không có hoàn toàn chịu trách nhiệm nghe chú. Cũng như là con một người là chia sẻ thôi. Nên tất cả cô chú anh chị em thì lên chương trình để kết nối thương thì phải tìm hiểu rõ hơn những cái người mình quen, tìm hiểu cho kỹ hơn, rồi muốn đến người đó không phải 5-10 ngày mà đến được, cũng phải kéo thời gian vài tháng coi tính tình người đó coi sao. Tại vì mình làm bạn á, qua đường á, thì rất là dễ, không cần tìm hiểu 2-3 ngày được rồi. Tại vì mình không đem về nhà ở, còn khi mà muốn ở suốt cuộc đời phải tìm hiểu cho nó kỹ càng hơn. Chứ không thể nào mới có 5-10 bữa cái là quen nhau rồi đến nhau vài bữa lại chia tay đó. Thì nó mất công, nó mất cái thời gian của cô chú. Đây cô chú cũng đã lớn tuổi hết rồi đó, mình kiếm người nào để bầu bạn cái tuổi già sau này đó, đau ở mình quạng đó để mà chăm sóc lẫn nhau. Thì thôi con cũng cảm ơn chú rất là nhiều ha. Đã hôm nay đã lặn đường xá xa xôi mà tìm mà đến chỗ con để mà tìm một nửa yêu thương. Thì con chúc chú là một ngày mới vui vẻ. Thì sau khi cái video này con up lên thì con cũng mong rằng có nhiều cô
đã muốn làm bạn với chú. Thì sau khi kết thúc video thì chú có nói những lời nào với cô chú anh chị em không? Hay là nói những cô nào mà sửa soạn xem chương trình của coi video của chú nè, muốn đến với chú đó? Thì cũng chào tất cả trong cộng đồng mạng, mình cũng lên đây để tìm một cái nửa đời còn lại, như vậy mình cũng không có biết nói gì hơn. Chúc cộng đồng dồi dào sức khỏe và tiếng. Con cảm ơn chú rất nhiều ha. Thì tiếng cũng nhắc lại một lần nữa, tất cả cô chú anh em muốn kết nối thương thì lại tại cầu Dầm Cống là ở quận Thốt Nốt, gần ngã ba Lô Tẻ, Gành Giá, Long Xuyên. Thì ở dưới gia cầu có để cái bảng là quán Vườn Dừa Hoa Lan. Thì cô chú anh chị em đến đây, mà trước khi cô chú anh em đến đây thì phải cho tiếng hay trước một ngày, để có khi ngày đó tiếng bận công việc đó, tiếng không có làm. Thì mong cô chú anh em hãy báo cho tiếng trước ha. Thì tiếng cũng chào tất cả cô chú anh chị em. Tiếng kết thúc video đây, chúc tất cả cô chú anh một buổi sáng vui vẻ nha. Thôi chào khán giả đi chú.